Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Và Vật. Thì nếu như mọi người đang cần tìm một dòng máy có thể in những tem dán giá để dán lên các sản phẩm của mình, ứng dụng trong các cửa hàng, trong các shop, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy Honeywell PC42T. Thì dòng máy này đảm bảo được hai yếu tố: thứ nhất đó là tiết kiệm được cái chi phí đầu tư của mình; thứ hai đó là những con tem in ra nó vẫn đảm bảo được cái nội dung cũng như là cái độ sắc nét của con tem. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em khám phá về chiếc máy này này. Thì đây là dòng máy Honeywell PC42T ứng dụng trong việc in tem dán giá mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì mọi người có thể là nhìn sơ qua hình giá bên ngoài của nó ha, tông màu đen với lại kích thước là đây là dòng địa bàn nên kích thước là khá là nhỏ gọn. Em sẽ mở đây cho người xem cấu tạo bên trong. Đây mọi người có thể xem phía sau này, đây là cái hộp để mình có thể là đựng giấy, mình có thể là chứa được cuộn giấy là với kích thước chiều dài đó là 50m. Còn phía trước này, đây là hai hộp là mình có thể là, đây là mình chứa cái cuộn mực, còn đây là chứa cuộn thu. Cuộn mực mình có thể là để kích thước là 300m. Còn cái độ rộng đầu in của dòng máy này nó là 4 inch tương đương với 104mm, 104-105mm nha mọi người. Thì đây là cái độ rộng của đầu in. Đó, đây là dòng máy Honeywell PC42T Plus nên nó có cái độ phân giải đó là 203 dpi. Nhìn mọi người nhìn sơ xung quanh thì chiếc máy này nhìn khá là chắc chắn đó. Phía trong này họ có là hướng dẫn lắp giấy mực này kia thì mình có thể nhìn vào để làm theo, khá là đơn giản. Rồi đây phía sau lưng máy, đây là những cái cổng kết nối và cái dòng máy bên em đang cấp ha. Đó là jack nguồn này, USB này, hai cổng USB nha. Tiếp theo đây là cổng RS232 và cổng LAN. Thì đối với những dòng máy địa bàn mà có option thêm cổng LAN này thì cũng khá là nổi bật nha mọi người. Tại vì thường thường những cái máy địa bàn chủ yếu là cổng kết nối là USB. Đây có cổng LAN, đây là một cái lợi thế khá là lớn đối với dòng máy Honeywell PC42T này. Đây mọi người có thể nhìn xung quanh sơ qua ha. Cái tốc độ in của cái dòng máy Honeywell cũng khá là lớn ha. 4 in trên 1 giây. Nhưng người mình có thể điều chỉnh được cái tốc độ in này lớn hoặc là bé tùy theo cái chất lượng con tem mà mình mong muốn. Thì không thể để mọi người chờ lâu thì em sẽ ghim điện cũng như là in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn cũng như là cái chất lượng của con tem và tốc độ in của cái dòng máy này. Ghim điện mở nguồn. Về cái thao tác lắp đặt giấy mực cũng như là in thì nó khá là đơn giản nha. Khi mọi người sử dụng mua máy ở bên em thì bên em sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho mình có thể là sử dụng chiếc máy này trong cái quá trình mà mình cần làm việc. Thì bây giờ em sẽ thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn cũng như là cái chất lượng in của cái dòng máy này. Đây mọi người có thể xem cái chất lượng in của dòng máy, đây là dòng máy 203 dpi ha. Nhưng nếu mà đánh giá sơ bộ thì những cái nét chữ trên con tem này khá là rõ ràng chi tiết. Đây là những cái bảo vật này, những cái giá bán hoặc là tên thương hiệu của mình, tên sản phẩm mình có thể được kết hợp này, có nói mình có thể kết hợp với một số phần mềm bán hàng thông dụng hiện nay ở trên thị trường để mà có thể xem. Đó mọi người có thể thấy không? Khả năng in ấn cũng như là cái tuổi của cái dòng máy này, để em đi theo cho mọi người xem ha. Đây là kích thước mà thông dụng mà hầu như các cửa hàng hoặc là những cái shop thời trang siêu thị mình sử dụng để mình in tem dán giá lên các sản phẩm, đó là kích thước là 35x22 với lại 3 tem. Đó, mọi người có thể xem là nội dung trên con tem này thì do cái phần mềm của mình quy định thôi. Ví dụ như một con tem này mình có thể là có 3 cái sản phẩm khác nhau, 3 giá bán khác nhau đi kèm với những cái bảo vật khác nhau ở trên này. Xong rồi mình in xong rồi mình lột ra rồi mình dán lên sản phẩm. Đó, rồi tới lúc tính tiền thì mình có thể là quét một cái mã vật này thì mình biết được giá với lại biết được thông tin của cái đó thì mình tính tiền. Đó, khá là đơn giản và khá là hữu ích khi mà mình sử dụng để in tem dán giá. Thì vừa rồi em đã in thử cũng như là giới thiệu cho mọi người một số tính năng của dòng máy Honeywell PC42T ứng dụng trong việc đó là in tem dán giá để dán lên những cái sản phẩm của mình. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là mọi người cần tư vấn thêm thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Và Vật qua số hotline
1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibảo.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người có thể cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.